Thế giới cây giống chi nhánh Cái Bè xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người về giống cây tiếp theo đang có ở cửa hàng, đó là giống dừa Mã Lai. Thì hiện nay giống dừa Mã Lai được rất nhiều bà con đang trồng và nó cho cái năng suất rất là cao và thời gian chăm sóc cũng khá là ngắn, cũng ít tốn công. Thì về cái dừa Mã Lai thì đây là một loại dừa nó rất là dễ trồng, nó không có kén đất, thời gian trồng cũng ngắn, năng suất cao. Với cái giá dừa hiện tại được các thương lái thu mua là khoảng 2.500 đồng một trái, thì tương đương với khoảng là doanh thu sẽ được là khoảng 130 triệu trên một ha. Kỹ thuật trồng cây dừa thì cũng khá đơn giản. Thì dừa được trồng với khoảng cách là từ 5 đến 6 mét. Sau khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm là cây bắt đầu cho trái. Và trong 6 năm kế tiếp thì cây cho trái rất là ổn định. Để biết thêm về kỹ thuật trồng cũng như là cách thức chăm sóc cây dừa Mã Lai, vui lòng liên hệ đến Thế Giới Cây Giống qua số điện thoại 0824 66 44 99. Xin chào và hẹn gặp lại.